Quan Đề Lao là một thanh niên cương trực, hoạt động, làm việc rất có kỷ luật, nhưng không phải là một người ác. Quan tên thật là Lê Minh, mồ côi cha mẹ, từ thuở nhỏ đến nay chưa có vợ con, được quan đề đốc đem về làm con nuôi và nâng đỡ cho làm đề lao. Khi Lê Minh truyền bắt giữ Xuân, con gái của bà Năm Cây Thị, và bảo giam riêng hai mẹ con hai nơi, không phải vì chàng có ác tâm muốn chia rẽ mẹ con họ để thỏa lòng tức giận, chàng muốn thử xem sức chịu đựng, lòng can đảm của nàng đến đâu, chứ không phải vì ác ý. Sau hai ngày giam giữ Xuân, chàng truyền lệnh dẫn nàng đến văn phòng để chàng hỏi cung. Xuân thấy chàng đang ngồi ở sau chiếc bàn rộng, liền chắp tay vái chào, nét mặt hơi buồn, nhưng không có vẻ oán giận gì chàng. Và Lê Minh nay cũng không có vẻ nghiêm khắc như lần đầu. Chàng chỉ một chiếc ghế ở trước mặt, bảo nàng ngồi xuống. Xuân ngập ngừng hai ba lần mới ngồi ghé xuống. Mình cất giọng hỏi: "Ngươi hối lộ cho tên lính gác ngục bao nhiêu để vào thăm mẹ ngươi?" "Thưa ngài, tôi xin ngài đừng nghi quan cho bác ấy mà tội nghiệp. Bác chỉ vì lòng thương mẹ con tôi mà cho tôi được vào thăm mẹ tôi." "Vì tình thương mà thôi à? Vậy thì cả nhà lao này, sao lão ta không thương hết cả tù nhân cho bà con thân thích vào thăm?" Xuân liền thuật lại đầu đuôi chi tiết. "Do nguyên là bác ta ở gần tiệm tạp hóa của mẹ con tôi, con gái nhỏ của bác ta thường đến mua hàng ở nhà tôi, nên nó quen tôi. Một hôm nó thấy tôi đợi ngoài cửa công đường, đang ngồi khóc vì không làm sao để được phép vào thăm mẹ tôi. Nó động lòng thương mách với cha, tức là bác ấy, để cho tôi được vào gặp mẹ tôi. Bác nghe con nói động lòng thương nên chờ lúc vải sở, lén mở cửa lao cho tôi vào." Lê Minh nghe câu chuyện cười mỉa mai: "Hàng của mẹ con ngươi có tiếng là mua rẻ bán đắt, thế mà cũng gây được cảm tình của một đứa con cái nhỏ, thì thật là lạ." Xuân ngập ngừng một lúc rồi đáp: "Thưa, có lẽ nó có cảm tình đối với tôi thì đúng hơn là với cửa hàng của mẹ con tôi. Ngươi nói sao ta không được hiểu?" "Thưa, nghĩa là mẹ tôi đối với khách hàng thì rất là khe khắt, nhưng tôi thì không có như vậy. Mỗi khi con bé của bác ấy đến mua hàng, tôi thấy nó nhỏ dại tội nghiệp nên bao giờ cũng lén mẹ tôi đưa cho nó thứ hàng tốt với giá rẻ. Ngươi làm như vậy không sợ mẹ ngươi la mắng sao?" "Thưa, mẹ tôi thường la mắng tôi về chuyện ấy, nhưng tôi nghe luôn cũng thành quen. Vả lại mẹ tôi thương tôi nên không nỡ la mắng nhiều." Lê Minh nghe nàng trả lời một cách đàng hoàng chân thật, nên cũng thấy có thiện cảm với nàng. Chàng bảo: "Ngươi đã phạm luật lệ của nhà lao, lén vào thăm tù nhân mà không có giấy phép của ta. Đáng lẽ thì bị phạt giam một tháng, nhưng ta nghĩ thương hại cho mẹ con ngươi nên thả cho ngươi về. Từ nay về sau không được bén mảng đến đây nữa." Cô gái nghe quan đề lao nói, không lộ vẻ vui mừng, mà lại ra chiều hốt hoảng. Nàng thưa: "Thưa quan lớn, quan lớn tha tội mà không cho tôi từ nay được đến thăm viếng mẹ tôi, thì thà rằng quan lớn cứ bắt giam như cũ, để tôi được gần mẹ tôi còn hơn. Vậy nghĩa là ngươi không muốn được thả ra." "Dạ muốn được thả, nhưng mong ước làm sao được vào thăm mẹ tôi. Nếu không được như vậy thì thà..." "Thì thà là bị giam lại đây, phải không?" "Dạ, thưa phải." "Nhưng ngươi cũng đã biết, dù ở đây, ngươi cũng không được gặp mẹ ngươi kia mà." "Thưa, dù bị giam riêng, nhưng tôi vẫn có cảm tưởng là được ở gần bên cạnh mẹ tôi, cùng chia sẻ với mẹ tôi những điều đau khổ." Lê Minh lại nói nửa đùa nửa thật: "Con có hiếu dữ ra,
Chàng trầm ngâm một lát rồi nói, thôi, ta để cho ngươi trở về, và cho phép cứ hai hôm đến thăm mẹ ngươi một lần. Mắt Xuân sáng lên, lộ vẻ hân hoan, nhưng rồi nàng lại tỏ ra tư lự. Lê Minh nhận thấy vẻ tư lự của nàng, hỏi, sao ngươi bằng lòng chưa? Dạ thưa, tôi xin đội ơn quan lớn đã thương mẹ con tôi mà cho tôi được toại nguyện, nhưng tôi vẫn chưa thấy được yên lòng, vì nghĩ đến Bát Giác vẫn còn bị giam giữ. Quan Đề Lao ôn tồn nói, tên ấy phạm kỷ luật, ta không thể tha thứ được. Thưa, tôi cũng biết như vậy, nhưng chỉ thương cho bác ta vì rủi ro mà phải bị tù tội, để vợ con không ai nuôi. Sao ngươi bảo là rủi ro? Tên ấy không tuân luật lệ của nhà lao, chứ có phải vì rủi ro gì đâu. Dạ thưa, tôi muốn nói rủi ro là đã gặp tình cảnh đáng thương của tôi không cầm lòng được, nên mới phạm kỷ luật của nhà lao. Nếu không gặp thì đâu có phạm kỷ luật được. Cũng như quan lớn, nếu thi hành đúng luật thì phải giam giữ tôi một tháng, nhưng quan lớn đã thông cảm tội nghiệp cho hoàn cảnh của tôi thì chỉ giam giữ có 2 ngày. Nếu cấp trên mà biết được thì quan lớn cũng bị quở trách là đã vi phạm kỷ luật, bị nghi ngờ là đã ăn hối lộ nên mới thả tôi ra sớm và cho tôi vào thăm mẹ tôi. Như vậy là quan lớn cũng rủi ro gặp một trường hợp khó xử, phải lựa chọn giữa lòng nhân đạo và luật pháp. Thi hành đúng luật pháp thì trái với lòng nhân đạo, mà theo lòng nhân đạo thì phạm pháp. Nhưng một khi quan lớn đã chọn lòng nhân đạo, tha cho tôi, thì tại sao lại còn giam giữ bác ấy làm gì? Tội nghiệp bác. Lê Minh ngầm thán phục trí thông minh và sự ăn nói lưu loát của cô gái mà lúc đầu chàng tưởng là ngây thơ cờ cạo. Chàng chăm chú nhìn Xuân một lát, nói pha trò, ngươi có thể làm thầy kiện được lắm. Thôi, ta cùng chiều theo ý ngươi mà tha tội cho tên lính ấy. Nói xong, quan truyền lệnh mở phòng giam thả người lính gác ra và cho phép Xuân về nhà. Sau khi đã cấp cho nàng một giấy phép được vào thăm bà Năm 2 ngày 1 lần. Chương 21. Cô Xuân lo cho mẹ được khỏi tù tội. Từ hôm đối thoại với Xuân tại văn phòng, Lê Minh thấy cảm tình đối với nàng mỗi ngày mỗi tăng. Mỗi lần thấy nàng vào thăm mẹ, hai mẹ con ôm nhau sụt sùi, chàng không khỏi thấy mũi lòng. Nhưng không biết làm cách nào để giúp đỡ nàng hơn nữa, vì chàng chỉ có bổn phận canh gác tù nhân, còn việc bắt hay tha, xử hay phạt là quyền của cấp trên. Theo lẽ công bằng là bà Năm có tội gian lận đáng bị phạt. Với tội ấy, theo luật triều đình, bà có thể bị phạt tù từ 5 đến 10 năm và tịch biên từ 1/2 đến toàn cả gia sản. Nhưng nếu biết cách chạy chọt thì cũng có thể được giảm bớt cả tù lẫn tiền. Nhưng trong trường hợp tứ cố vô thân của bà Năm, chắc chắn là bà sẽ không biết đường nào mà chạy ngã sao. Trong triều đình của vua Đột Quyết lúc bấy giờ đang có nạn tham nhũng, tể tướng Hoàng Cái được lệnh vua phải gấp rút bài trừ tận gốc cái quốc nạn này. Nhưng đây là một tệ nạn đã ăn sâu gốc rễ khắp nơi, nên khó mà bài trừ một cách có hiệu quả, mặc dù tể tướng Hoàng Cái là người thanh liêm trong sạch. Nhưng với một nhóm nhỏ người có thiện chí, ông làm sao có thể thành công? Điều ngây thơ là ông tưởng có thể làm được. Ông đặt nó lên hàng đầu, làm một quốc sách, vạch chương trình kế hoạch, thay người này đổi người khác, lập tòa án riêng, lập ban điều tra mật. Nhưng mọi việc chỉ là hình thức, một sự thay bật đổi ngôi, chứ bên trong vẫn không có gì thay đổi. Đàn mối tham nhũng đang hoành hành gặm nhấm, đục khoét cả tòa nhà. Đáng lẽ quan tể tướng phải triệt hạ tất cả, nhưng quan không làm được như vậy mà chỉ tô trét lại nước sơn.
Lê Minh biết rõ nội tình của triều đình như vậy, cho nên muốn cứu bà Năm Cây Thị thì cũng không còn cách nào khác hơn là cách hối lộ các quan lo việc án tiết. Một hôm, chàng gọi Xuân đến văn phòng riêng của chàng, cho nàng biết rằng vụ án của mẹ nàng sắp đem ra xử và bà có thể bị án nặng. Lê Minh ngồi yên lặng để cho nàng khóc một hồi rồi mới cất tiếng hỏi nàng. Cô cho rằng mẹ cô oan chăng? Thưa, tôi biết là mẹ tôi có tội, nhưng dù sao đi nữa thì vì tình mẹ con, tôi không thể con đau xót được. Xin quan rủ lòng thương mẹ con tôi, có cách gì chỉ bảo cho mẹ tôi được nhẹ tội? Thật ra thì tôi thấy cô có lòng hiếu thảo, lo lắng nhiều cho mẹ cô, tôi cũng không thể dửng dưng được. Nhưng tội trạng của mẹ cô có đủ bằng chứng hiển nhiên như vậy, làm sao cứu được? Giả lại, có oan ức thì mới tìm cách giải oan, chứ mình có tội rành rành thì khó quá. Lê Minh ngồi trầm ngâm một hồi rồi ngập ngừng trước khi nói. Thật là khó, tôi nghĩ chỉ còn một cách. Nhưng không biết cô có chịu không? Dạ, xin ông cứ nói. Ông đã thương mẹ tôi mà nghĩ cách giúp đỡ, thì xin đừng có ngại gì hết. Ông dạy bảo điều gì, tôi xin nghe theo điều ấy. Theo tôi biết, thì mẹ cô có thể hoặc bị tịch biên tất cả gia sản, hoặc bị ngồi tù dài hạn, hoặc bị ngồi tù và tịch biên một nửa gia sản. Trong ba hình phạt ấy, theo cô muốn hình phạt nào? Nàng suy nghĩ một chốc rồi đáp. Dạ, tịch biên gia sản nhưng khỏi ngồi tù. Vì sao cô lại nghĩ như vậy? Dạ, tôi thấy gia sản của mẹ tôi là do gian lận mà có, đó là đồng tiền phi nghĩa. Chính vì vậy mà mẹ tôi mang họa vào thân. Đã là phi nghĩa thì cũng không nên nắm giữ cái gia sản ấy làm gì. Lê Minh nghe Xuân nói có vẻ hài lòng, chàng chợt nói. Nếu vậy thì hay, tôi có thể giúp cô được. Nhưng cô nên biết là trong vụ này, tôi không dính líu. Tôi vì thấy cô có lòng hiếu thảo với mẹ mà đứng ra giúp đỡ, chứ tuyệt nhiên không vì một chút lợi lộc gì. Lê Minh ngồi xích tới, nói thấp giọng. Cô cũng biết hiện nay, cái nạn hối lộ tham nhũng đang hoành hành trong nước. Không có một việc gì có thể thành công nếu không có tiền. Quan tể tướng đang ra sức bài trừ mà chưa có kết quả. Nếu thực tình cô cho rằng gia sản của cô là của phi nghĩa, không cần gìn giữ làm gì, thì nên trút ra cho bọn quan trường tham lam chúng nó hốt đi. Chúng nó hốt cái của cải ấy cũng là hốt luôn cả tai vạ. Còn mẹ tôi thì sao? Thì khi bọn ấy hốt gia sản của cô, tức phải làm sao cho mẹ cô trắng ngán. Như cách là mẹ cô trút cái gánh nặng tài sản phi nghĩa để được nhẹ cái thân mạng. Còn ai tham lam muốn kề vai gánh cái gánh nặng ấy thì mặc họ, họ sẽ chịu cái hậu quả nặng nề của nó. Xuân tỏ vẻ nghi ngờ. Liệu họ có chịu cái hậu quả nặng nề không, hay là vẫn cứ phay phay sống cuộc đời an nhàn sung sướng trên mồ hôi nước mắt của người khác? Cô đừng lo, thế nào rồi họ cũng không thoát khỏi cái luật nhân quả. Bây giờ điều cốt yếu là cô hãy nói lời hơn lẽ thiệt cho mẹ cô, bằng lòng trút bỏ cái gia sản ấy ra, rồi tôi sẽ bắn tiếng cho bọn hạm nào muốn ăn to thì nhào vô lo việc này cho cô. Thế nào mẹ cô cũng được trắng án yên ổn trở về nhà. Còn công việc gì sao ra thế nào nữa là phần của tôi. Thôi, cô hãy về bàn tính lại với mẹ cô đi, rồi cho tôi biết kết quả. Nếu mẹ cô có bằng lòng, thì chỉ trong 10 hôm là bà có thể ra khỏi nhà lao. Khi ấy, cô không còn đến đây khóc lóc nữa, và tôi cũng đỡ xót xa trong lòng. Nói xong,
Lê Minh nhìn nàng có vẻ trìu mến. Nàng nhìn lại, đôi mắt chứa đầy lòng biết ơn. Nàng cáo từ Lê Minh trở về phòng giam, lòng tràn đầy hy vọng. Trong một ngày gần đây, mẹ nàng sẽ thoát khỏi cảnh lao tù và mẹ con sẽ được đoàn tụ với nhau. Nhưng mọi sự đã không xảy ra dễ dàng như ý nàng. Khi về phòng giam, Xuân đem câu chuyện ấy ra nói với mẹ, thì bà nhất quyết một hai không chịu. Bà không thể tưởng tượng được rằng cái gia sản lớn lao của bà bỗng chốc trở thành mây khói. Gia sản mà bà đã dày công gây dựng với bao nhiêu mồ hôi nước mắt và mảnh khóe gian ngoa. Bà bảo thà bà phải ở tù 5, 10 hay 15 năm đi nữa cũng được, chứ còn gia sản của bà không thể mất đi được. Xuân phải mất công giảng đi giảng lại cho bà hiểu rằng nếu không lo liệu bằng cách hối lộ thì gia sản của bà cũng sẽ bị tịch biên. Mặc dù bà chịu ngồi tù 5 hay 10 năm đi nữa, huống chi bà mà còn giữ cái gia sản ấy ngày nào thì tai vạ sẽ còn đeo theo bà ngày ấy. Bà Năm biết rằng con mình nói có lý, nhưng lòng tiếc của đã thâm nhập trong tâm hồn bà, không thể một sớm một chiều xóa bỏ đi được. Bà Năm rầu rĩ, bỏ ăn bỏ ngủ luôn mấy hôm, ngồi thở vắng than dài không ngớt. Xuân phải khuyên dỗ bà hết ngày này sang ngày khác. Trong gần 10 ngày, bà mới ưng chịu để cho Lê Minh lo liệu mọi việc như chàng đã đề nghị. Chương 22. Bà Năm quán trách Phật trời. Bà Năm cây thì đã được trả tự do, nhưng gia sản bà đã khánh tận. Bà chỉ còn một ít tư trang cất giấu để sinh nhai. Khi trở về nhà, thấy cửa hàng trống trơn, bà khóc trống rất thảm thiết. Cô Xuân con gái bà cũng không cầm được nước mắt. Cô khóc vì thấy mẹ đau khổ, chứ không phải vì tiếc của như bà. Cô cho rằng người làm ra của, chứ của không làm ra người. Hễ còn người là còn của. Cô lấy lời ngay lẽ thiệt khuyên dỗ bà. Dần dần bà cũng khuây khỏa đôi chút, nhưng bà vẫn tấm tức oán trời trách đất. Bà vẫn chưa nhận rõ ý nghĩa của bài học ngàn vàng treo ở trên trần nhà. Từ khi trở về nhà, bà không thèm đói hoài đến bàn thờ Phật bà ở trên gác. Bà có vẻ oán trách Đức Phật bà Quan Âm vì đã không phù hộ cho bà, không che chở cho bà trong công việc làm ăn, đến nỗi bà phải tán gia bại sản. Càng nghĩ càng thấm giận, nên một buổi sáng kia, sau khi điểm tâm xong, bà leo lên gác, dẹp bàn thờ, lấy pho tượng Phật bà bằng sành xuống. Bà gói trong giấy, bỏ vào giỏ sách lên chùa trả lại cho vị sư trụ trì. Vị sư trụ trì đang ngồi uống trà trong liêu, thấy bà đi vào, vô cùng mừng rỡ, dồn dã đón chào. Mô Phật! Bà Năm được thả ra hồi nào vậy? Thật phúc đức, tôi cứ nhắn hỏi thăm tin tức của bà mãi. Trong bà vẫn không có gì thay đổi cả. Cầu mong chư Phật gia hộ cho bà từ nay về sau không gặp tai nạn nữa. Vị sư trụ trì nói một hồi mà bà Năm vẫn xách giỏ đứng yên một chỗ. Trong bà có vẻ không vui như mọi ngày. Nhà sư cho rằng vì bà mới gặp nạn lớn nên thay đổi tánh nết, không miệng lưỡi như trước. Nhà sư mời bà ngồi xuống một chiếc ghế đẩu kê sát tường. Bà Năm lặng lẽ ngồi xuống, mở chiếc giỏ ra, lấy gói tượng Phật đặt lên bàn bên cạnh khay trà. Bà Năm chua chát nói, thưa thầy, tôi tưởng rằng thờ Phật sẽ được Phật phù hộ che chở, tai qua nạn khỏi, làm ăn tấn phát. Cái này Phật không phù hộ che chở gì hết. Vừa rồi tôi bị tù tội, gia tài sự sản tiêu hết. Bây giờ tôi xin đem tượng Phật trả lại chùa, vì tôi không đủ quyền để thờ ngài nữa. Nhà sư dịu dàng nói, mô Phật, bà Năm đừng phỉ báng trời Phật mà mang tội. Chẳng qua sông có khúc, người có lúc.
bà Năm trướng cổ cãi càng hăng. Thưa thầy, tôi nói có sách mách có chứng, chứ không phỉ báng ai cả. Thầy nghĩ coi, từ ngày tôi thỉnh Đức Phật Bà về thờ cho đến nay, đêm nào tôi cũng hương hoa quả phẩm, cúng bái hết sức tâm thành, cầu nguyện Ngài phù hộ cho tôi mua may bán đắt, tai qua nạn khỏi. Thế mà tôi vẫn bị tù tội, tài sản tiêu tan, chỉ còn hai tay trắng. Mô Phật. Thầy tường bảo rằng Đức Phật Bà thường phù hộ cho mọi người được tai qua nạn khỏi. Thế mà Ngài đâu có phù hộ tôi. Tôi thấy thờ Ngài cũng không có ích gì, cho nên hôm nay tôi đến đây. Thầy trụ trì vô cùng xúc động, vì không ngờ sự thể lại xảy ra như vậy. Ngài niệm luôn mấy tiếng Mô Phật, Mô Phật, Mô Phật. Bà Năm định vái chào, quay gót trở ra, nhưng nhà sư đã trấn tĩnh cất giọng ôn tồn, nói Mô Phật. Bà Năm hãy ngồi nán lại cho tôi phân trần một đôi lời. Thực ra, tôi phải tự trách tôi trước, vì đã không dẫn giải rõ ràng cho bà Năm biết trước khi bà thỉnh tượng Phật Bà này về thờ. Đức Phật Bà quan âm linh thiêng lắm, Ngài thường cứu khổ cứu nạn cho những ai cầu cứu đến Ngài. Nhưng đừng xem Ngài như một vị thần ban phước cho ai thờ cúng mình, hối lộ cho mình bằng hương hoa quả phẩm và gieo quả cho ai không thờ cúng mình. Đức Quan Âm không phải hạng thánh thần ấy. Ngài không thể cứu vớt những kẻ gian tham ác độc. Vì cứu vớt hạng này thì chẳng khác gì khuyến khích họ làm ác, gây thêm quả cho thế gian. Ngài chỉ cứu vớt những người ăn ở hiền lành, tu nhân tích đức, mỗi khi gặp tai nạn thành tâm kêu cứu đến Ngài. Khi bà Năm thỉnh pho tượng này về thờ, tôi mừng thầm rằng bà đang hướng về con đường tu nhân tích đức. Chứ tôi đâu có ngờ bà thỉnh Ngài về thờ chỉ để cầu Ngài bảo hộ cho sự buôn bán thiếu nghi thật của bà. Đức Quan Âm đâu có phù hộ những việc làm như vậy được. Tôi rất buồn là đáng lẽ sau vụ giam giữ vừa rồi, bà đã nhận ra được một bài học đích đáng về lẽ nhân quả. Không ngờ bà vẫn giữ cái ý niệm sai lầm, oán trời trách Phật về những hành động của chính bà. Bà đã treo ngay giữa nhà một bảng sơn son thép vàng nói về bài học ngàn vàng: phàm làm việc gì, trước phải nghĩ đến hậu quả của nó. Hậu quả ngày nay là sự tán gia bại sản mà trước kia bà không hề nghĩ đến. Đó là lỗi tại bà, chứ đâu phải tại Phật Thánh. Nhà sư trụ trì hạ thấp giọng nói như an ủi: sự thật mất lòng, tôi biết vậy. Nhưng nếu không nói ra thì bà lại còn hiểu lầm như lần trước. Thánh nhân có dạy: biết mà không nói ra là bất nhân, nói mà không hết lời là bất nghĩa. Tôi khuyên bà từ đây về sau, nếu bà không thờ Phật thì thôi, còn muốn thờ Ngài thì phải thay đổi quan niệm sai lầm của bà. Đừng xem Ngài như một vị thần tham nhũng, luôn luôn hối lộ Ngài để được bảo hộ. Thôi, bà đã không muốn thờ Đức Phật Bà Quan Âm nữa thì để lại đó. Nhưng tôi chỉ sợ rằng nếu bà chưa nhận rõ được cái lẽ nhân nào quả ấy, nếu bà chưa chịu nghe theo lời khuyên của bài học ngàn vàng, thì đợi bà chắc còn phải nhiều phen vất vả nữa. Bà Năm cây thị ngồi cúi mặt nghe lời vị sư dạy bảo, không đáp lại một lời nào. Vị sư tưởng bà giận, nhưng không. Bà Năm càng nghe càng thấm. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ bà được nghe ai nói với bà như vậy. Mười mấy năm trời, suốt ngày
đầu tắt mặt tối lo việc bán buôn với những mánh khóe gian lận. Bà đâu có thì giờ nghe chuyện đạo lý. Bà tưởng rằng mình khôn, ngờ đâu đó chỉ là cái khôn giặc. Nhưng cái khôn ấy rốt cuộc đã làm cho bà tiêu tan sự nghiệp. Khôn quá quá dại làm vậy. Từ đây bà nguyện chuyển hướng cuộc đời, hướng về nẻo thiện để phước về sau. Bà đứng dậy chắp tay nói với nhà sư: Con xin lãnh giáo những lời vàng ngọc của thầy. Từ đây con xin nguyện làm theo lời thầy chỉ dạy. Nói xong, bà cúi xuống lại nhà sư ba lại và xin thỉnh pho tượng Phật bà về thờ lại. Chương 23. Bà Năm Kỳ Thị bắt đầu xây dựng lại cơ nghiệp lần thứ hai. Sau khi được trả tự do, với một số vốn nhỏ nhoi do bán hết tư trang của hai mẹ con, bà Năm trở lại nghề buôn bán cũ trong một gian hàng nhỏ ở phố chợ. Nhưng lần này bà tự nguyện sẽ cố gắng hết sức lương thiện trong việc buôn bán. Mỗi buổi tối, sau một ngày làm việc nhọc mệt, bà vẫn không quên lên gác thắp nhang đèn, hấn vái Đức Phật Quan Âm phù hộ cho bà giữ vững được lòng ngay thật, không còn bị lòng tham lôi cuốn vào đường tà vậy như trước. Và mỗi buổi sáng, trước khi mở cửa hàng, bà ngước lên nhìn tấm bảng sơn son thiếp vàng, thầm đọc bài học ngàn vạn: phạm làm việc gì, trước phải nghĩ đến hậu quả của nó. Đôi khi bà vẫn còn bị ám ảnh bởi sự gian lận, muốn cân non, muốn pha trộn, nhưng bà lại thầm đọc lên bài học ngàn vàng và giữ vững được lòng mình không bị sự cám dỗ của lòng tham. Điều khuyến khích bà rất nhiều là càng ngày bà thấy khách hàng càng đông và tỏ vẻ tin cậy mình. Tuy mỗi món hàng bán ra bà không được lời nhiều như trước, nhưng vì bà bán được nhiều món nên số lợi vẫn không sút giảm hơn trước. Điều đáng mừng thứ hai là Xuân, cô con gái cưng của bà, mỗi ngày tỏ vẻ rất đảm đang và được toàn thể khách hàng mến chuộng. Thỉnh thoảng, bà giao cả cửa hàng cho Xuân để lên chùa lễ Phật nghe kinh. Và khi trở về, bà cảm thấy trong tâm hồn được nhẹ nhàng, thư thới. Bà không thấy cái thú đếm tiền và cất giữ tiền như trước. Bà tự bảo, mình cũng đã từng cất giữ bạc muôn, bạc ức rồi, mà rốt cuộc tay trắng cũng hoàn trắng tay, thì lo làm giàu làm có gì cho mệt xác. Bà thấy đã già rồi, nếu không lo tu nhân tích đức mà cứ làm đô lệ đồng tiền, đếm đếm cất cất, thu thu phát phát, hết ngày này sang ngày khác, cho đến lúc nhắm mắt lìa đời, thì cũng thật làm vô vị. Vì thế bà cố ý trút dần công việc bán buôn cho con gái, để rảnh thì giờ đọc sách, xem kinh, nghe giảng. Thỉnh thoảng bà lên chùa phóng sanh, phóng đăng hay nhờ thầy trụ trì tổ chức các cuộc phát dẫn cho kẻ nghèo khó. Dần dần bà trở thành một đại thí chủ, và cái tên bà Năm Kỳ Thị được người tật nguyền và nghèo khó mến trọng như là tên một vị ân nhân. Một hôm, bà đang ngồi xem sách trên gác thì cô Xuân, con gái bà, lên báo tin có một bà khách lạ đến muốn nói chuyện với bà. Bà lật đật xếp sách đi xuống nhà. Bà không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một bà già trạc độ 60, ăn mặc chỉnh tề, trang vẻ một bà quan, lễ phép đứng dậy chào bà. Bà lại ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn thấy hai người lính bưng đặt trên bàn một cái khay có 4 lon trà và mấy gói mứt. Bà Năm chào lại, vẻ ngỡ ngàng lộ hẳn trên mặt. Bà chưa kịp hỏi chào thì bà khách có lẽ đoán biết sự ngạc nhiên của bà, lên tiếng tự giới thiệu: Tôi là vợ quan đầy đốc, hôm nay đường đột đến đây thăm bà Năm mà không kịp báo trước, thật có điều thất lễ. Nghe bà khách tự giới thiệu là vợ quan đầy đốc, bà Năm không khỏi giật mình lo sợ.
nhưng thấy bà khách có vẻ rất nhã nhặn và lại đem theo mấy lon trà bánh, bà đoán biết chắc không có gì đáng e ngại. Bà Năm mời bà đề đốc ngồi và đứng khép nép ở sau chiếc ghế ngồi. Bà khách nói vẻ thân mật: "Xin bà cứ tự nhiên cho, mặc dù chưa quen biết, chúng ta cứ xem nhau như chị em trong nhà. Bà ngồi xuống để tôi còn thưa nhiều chuyện." Bà Năm rụt rè xin đứng hầu chuyện, nhưng bà khách đứng dậy kéo tay bà bảo ngồi xuống. Bà Năm biết chắc không phải điềm dữ, nhưng trong bụng vẫn không làm sao đoán được lý do sự đến thăm viếng đột ngột của bà đề đốc. Bà này không để cho bà Năm sốt ruột chờ đợi, đi ngay vào câu chuyện: "Có lẽ bà còn nhớ cháu Lê Minh chứ? Nó là con nuôi của chúng tôi đấy. Chẳng nói giấu gì bà, từ ngày nó được biết cháu Xuân con bà, nó đem lòng tưởng nhớ đến nỗi sanh bệnh. Nhưng nó giữ kín tâm sự không cho ai hay. Và vì càng giữ kín tâm sự nên bệnh nó mỗi ngày mỗi trầm trọng. Lương Y mặc dù hết lòng chữa trị, nhưng vì không biết rõ căn bệnh nên thuốc thang đều vô hiệu. Cuối cùng đoán chắc cháu nó mắc tâm bệnh, nên hôm qua tôi dỗ dành nó mới chịu nói ra là nó muốn được kết tóc xe tơ với cháu Xuân. Nghe nó nói, tôi phải lật đật sắm chút lễ mọn sang xin bà gả cháu Xuân cho nó. Nếu trái lại thì chắc bệnh trạng nó khó lòng qua khỏi." Thật ra sự việc xảy ra không phải đơn giản như vậy. Bà đề đốc vì sợ mất lòng bà Năm nên không tiện nói ra một vài chi tiết quan trọng. Lê Minh quả thật ban đầu đã giấu nỗi lòng thương nhớ của mình, nhưng sau một thời gian biết không thể giấu được, chàng đã đem tâm sự mình thổ lộ cho bà rõ. Bà nghe con nói không khỏi kinh ngạc vì nhiều lý do. Thứ nhất, mặc dù Lê Minh là con nuôi, nhưng dù sao cũng là con nuôi một quan đề đốc. Vả lại, chàng là người có chức tước, không thể lấy một con gái thường dân. Thứ hai, cô Xuân mặc dù thông minh và đức hạnh, nhưng lại là con một kẻ đã bị tù tội vì gian tham, do đó không thể về làm dâu con nhà ông bà đề đốc được. Vì những lý do đó, ông bà đề đốc đã nhất thiết không tán thành một cuộc hôn nhân như vậy. Lê Minh không thể không tuân theo sự quyết định của cha mẹ nuôi, nhưng trong lòng vẫn không làm sao sao lãng được hình ảnh yêu kiều và giọng nói thanh tao, nhã nhặn của người yêu, nên sinh ốm nặng. Thấy con mỗi ngày mỗi tiều tụy đến độ nguy đến tánh mạng, bà đề đốc vội vã nhượng bộ và đi hỏi Xuân cho chàng. Bà Năm cây thị nghe nói vô cùng sung sướng và hãnh diện, nhưng không lẽ bà nhận lời ngay? Bà phải làm bộ lo lắng nhún nhường: "Nào là con bà còn nhỏ dại, là con một kẻ thường dân quê kịch, không xứng đáng với một người có chức phận như Lê Minh. Vả lại, bà là người có can án, không dám ngạo mạn làm thông gia với ông bà đề đốc." Thấy bà Năm tìm nhiều lý do để chối từ, bà đề đốc tưởng rằng bà Năm còn hận vì vụ bắt bớ năm xưa, nghi ngờ con bà có nhúng tay vào vụ hối lộ làm cho gia sản của bà bị tiêu tan. Nhưng trong vụ hối lộ ấy, chính con bà có công chứ không có tội. Lê Minh đã sắp đặt vụ hối lộ ấy để gài bẫy bọn tham nhũng. Chàng đã tố cáo vụ ấy với quan tể tướng, giúp quan một tay đắc lực để bài trừ một số bọn tham nhũng. Lê Minh hành động như vậy, nhưng trừ ông bà đề đốc ra, chàng không nói cho một ai biết, vì sợ lộ bí mật có thể làm cho chàng bị bọn tham nhũng hãm hại. Hôm nay, sợ bà Năm hiểu lầm hành động trước của Lê Minh mà từ chối gả Xuân cho chàng, bà đề đốc phải thuật rõ đầu đuôi vụ ấy cho bà Năm nghe và báo tin cho bà biết là bọn tham nhũng chia nhau gia sản của bà đều bị vào tù đền tội cả rồi. Nghe xong câu chuyện, bà Năm tỏ vẻ mừng rỡ và kết luận:
Thưa rõ ràng không sai, trời Phật có mắt, nhân nào quả ấy mà. Và để thưởng công lao diệt trừ tham nhũng của Lê Minh, bà Năm Cây Thị bằng lòng gả con gái cưng của mình cho chàng. Hết tập 4. Bài học ngàn vàng, tập 5. Chương 24. Ba anh em nhà họ Đoàn. Dưới triều vua Đột Quyết nước Nhục Chi, có quan tham tri bộ hộ là người thanh liêm trung chính, rất được dân chúng và bạn đồng triều kính nể. Quan sanh được 4 người con, 3 trai 1 gái. Cô con gái đầu lòng đã có gia thất, theo chồng đi làm quan ở một tỉnh xa. Ba cậu con trai kế tiếp theo thứ tự là Đoàn Tính, Đoàn Danh và Đoàn Hiệp. Ba anh em xích soát tuổi nhau, cùng học một trường, cùng sống với nhau dưới một mái nhà, nhưng tánh tình không giống nhau. Đoàn Tính người anh đầu, ỷ cha mẹ giàu có, thích chơi hơn ham học. Anh ta tin ở số phận đã an bài sẵn, cái gì cũng do tiền định cả. Dù mình có nhọc công, hao sức cần cù, chăm chỉ, mà số nghèo vẫn cứ nghèo. Trái lại, nếu mình có số giàu sang, thì dù có hố của đem đổ đi, của cũng cứ đến. Đoàn Danh, người con trai thứ hai, trái lại, cần cù, chăm chỉ học hành, nhưng hay đau ốm. Anh tin ở mồ mả họ hàng mình, là dòng khoa bản, nên sau này thế nào anh cũng trở thành một người khoa bản, làm trạng trở tông môn. Đoàn Hiệp, người con trai út, đúng như cái tên gọi, là một trang thanh niên hào hiệp. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng anh đã có chí lớn, hằng mong mỏi đem cái sở học để sau này phò vui giúp nước, chứ không muốn trở thành một con mọt sách hay một cái đẩy đựng chữ thánh hiền. Do tánh tình khác nhau đó mà ba anh em thường hay khích bác nhau. Mỗi khi ngồi lại với nhau thế nào cũng sanh sự cãi vã, không ai chịu cho ai là phải. Quan tham tri họ Đoàn thực khổ tâm vì sự bất hòa của ba đứa con trai, và luôn luôn phải làm trọng tài để hòa giải sự xung đột của họ. Tuy vậy, quan cũng không hẳn vô tư, vì trong ba người con trai, quan có vẻ dành nhiều thiện cảm, nhiều quý mến đối với Đoàn Hiệp, đứa con út mà tánh tình có nhiều điểm giống mình. Trái lại, bà vợ quan thì lại thường tỏ ra thiên vị người con đầu là Đoàn Tính, vì quan niệm về cuộc đời lại có nhiều điểm giống bà. Do đó, sự bất hòa giữa các con nhiều lúc trở thành nguyên nhân cho sự bất hòa giữa hai cha mẹ, vì ai cũng muốn binh vực cho đứa hạp tính của mình. Thế rồi một hôm, triều đình vua Đột Quyết phát động chiến dịch phổ biến bài học ngàn vàng cho các quan trong triều và người ngoài dân chúng áp dụng. Hôm ấy, sau khi bãi chầu, quan tham tri họ Đoàn cũng như các vị triều thần khác đều được vua ban cho một tấm biển có khắc bài học ngàn vàng với mấy chữ: phàm làm việc gì, trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Quan đem về đặt lên án thư và gọi ba người con đến để giảng giải về ý nghĩa của bài học. Sau khi tường thuật xuất xứ và những lợi ích lớn lao thiết thực mà bài học ngàn vàng đã đem đến cho nhà vua, quan cất cao giọng hỏi: các con nghĩ thế nào về bài học ngàn vàng này? Ba anh em theo thứ tự lớn nhỏ lần lượt trả lời. Đoàn Tính nói: theo con thì phàm mọi việc xảy ra trong đời đều do tiền định cả. Muốn làm giàu mà số mình nghèo thì dù có làm ra tiền vàng bạc bể rồi tay trắng cũng hoàn tay trắng. Cho nên dù suy nghĩ cho chín chắn mọi việc mình làm, kết quả chưa chắc đã đúng như ý mình suy nghĩ. Đoàn Danh, người con thứ hai cãi lại: anh nói như vậy không đúng. Mọi việc không phải do trời sắp đặt, mà do phúc ấm của dòng họ, mồ mả của tổ tiên mà ra. Dòng họ mình có mồ mả đỗ đạt làm quan thì dù có vứt sách vào bụi cũng cứ đỗ đạt làm quan. Trái lại, nếu không có mã thì dù có văn chương chữ nghĩa hơn đời cũng cứ phải nằm co trong xó bếp, chẳng làm nên được danh phận gì. Cho nên cũng không cần suy nghĩ về hậu quả của việc mình làm gì cho mệt trí, cứ lo tu bổ mồ mã,
cúng vái ông bà cho thành kính là được. Đoàn Hiệp, người em út, nghe hai anh nói không nén được sự bực tức, lớn tiếng cãi lại. Sai, sai biết tất cả. Nhà ta có thờ Phật, tin Phật, mà hai anh nói nghe như là những kẻ mê tín dị đoan. Đức Phật dạy chúng ta tin thuyết nhân quả, gieo nhân nào gặt quả ấy, chứ đâu có dạy chúng ta tin trời, tin đất, tin mã, tin mồ, tin dòng, tin họ. Chúng ta có bổn phận cúng bái ông bà, săn sóc mồ mã, làm gì lòng tri ân đối với những vị đã sinh thành chúng ta, làm gì lòng thương yêu tôn kính đối với các bậc trưởng thượng, chứ đâu phải để nhờ vả cầu xin các ngài làm nên cửa, nên nhà, nên chức, nên tước cho chúng ta. Quan Tham Tri nghe Đoàn Hiệp nói, tỏ vẻ tán thành, gật đầu luôn mấy cái. Đoàn Hiệp càng thêm phấn khởi, định nói thêm nữa, nhưng vừa lúc ấy, mẹ chàng ở sau màn the bước ra, nghiêm nét mặt mắng chàng. Mày ăn nói ngạo mạn, không biết giữ gìn, thật quá phạm thượng đối với trời đất, thánh thần tổ tiên. Mày làm mới như trên đầu trên cổ không có ai hết á. Mày phải chừa cái tánh tự tin tự phụ của mày đi thì mây ra mới khá được. Mắng con xong, bà quay sang Quan Tham Tri nói có vẻ trách. Ông cứ để cho thằng Hiệp ăn nói hỗn xược, không kể trời đất gì cả, có ngày mang họa cả gia đình. Ông cũng biết dòng họ mình là dòng họ mấy đời làm quan nhờ phúc ấm của tổ tiên. Nay ông nghe nó nói như vậy mà không rầy la, còn tỏ vẻ tán thành, thì chẳng khác gì bắt thang cho nó leo, rồi tai họa xảy đến, không biết đâu mà lường. Đoàn Tính và Đoàn Chanh nghe mẹ mắng em, rất lấy làm hả dạ, nhưng vì có cha ngồi đó, nên không dám tỏ vẻ hài lòng ra mặt. Quan Tham Tri nghe vợ mắng vẫn không đổi sắc mặt, ôn tồn nói. Bà đừng nên cả vú lấp miệng em như vậy. Mỗi người đều có những ý nghĩ và tư tưởng riêng của họ. Mình nên để cho con cái tự do phát biểu ý kiến, để mình hiểu rõ chúng nó hơn. Chứ cứ bắt chúng nghĩ và nói theo khuôn rập thì thật là hẹp lượng. Và rồi cũng chẳng biết được chúng nghĩ gì, làm gì, mặc dù chúng vẫn ở sát bên cạnh chúng ta. Ông thì lúc nào cũng cứ cái kiểu tự do quá trớn ấy. Con cái mà không ngăn cản bức bức thì có ngày chúng leo lên đầu lên cổ mà ngồi. Bà có biết vì sao tôi để cho chúng tự do phát biểu ý kiến không? Vì tôi muốn xem chúng nó có phản ứng như thế nào về bài học ngàn vàng. Tôi muốn để cho chúng nó suy nghĩ tự do, rồi đứa nào suy nghĩ như thế nào cứ làm như thế ấy. Đứa nào nghĩ thế nào thì kinh nghiệm thực tế sẽ cho nó thấy rõ là đúng hay sai. Như vậy, mình hay hơn là cứ nhất cử nhất động bắt nó phải theo ý mình, mà có nhiều khi ý của mình chưa chắc là đã đúng. Quan Tham Tri muốn ám chỉ đến cái lòng tin tưởng vì mồ mả dòng họ của vợ, nhưng không muốn nói rõ hơn, sợ bà nổi giận, thêm ồn nhà cửa. Bà Tham là người tinh ý, nhận thấy chồng muốn chỉ trích khéo mình, nói một cách bực tức. Ông có muốn thí nghiệm xem ý kiến của ông có đúng hay là sai thì mặc ông, chứ còn ý kiến của tôi thì không cần thí nghiệm cũng biết là đúng. Nói xong, bà ngoe ngoẩy đi nhanh vào phòng. Quan Tham nhìn theo, mỉm cười mai mỉa. Quan xoay lại nói với ba cậu con: thôi, các con về phòng, còn bài học ngàm vàng các con muốn theo hay không tùy ý. Chương 25. Đoàn Tính nghe lời thầy tứ số. Mấy hôm sau, khi được cha cho tự ý áp dụng hay không bài học ngàm vàng của vua, Đoàn Tính vẫn sống theo nếp cũ của mình, nghĩa là bất luận sắp làm một việc gì quan trọng cũng đi hỏi trước mấy ông thầy bói khoa tướng số. Hễ nghe ở đâu có ông thầy bói hay, tướng số giỏi, thì dù khó khăn mấy, anh chàng thư sinh ấy cũng tìm đến xem cho được. Cho nên tất cả các ông thầy tứ số đều biết danh cậu Đoàn Tính. Không những biết cậu bao nhiêu tuổi, con ai, cháu ai, tánh tình ra sao, mà còn biết cả đến những chi tiết trong nhà cậu. Tánh Quan Tham thế nào, bà Tham ra sao, nhà xây về phía nào, có mấy cây cao, bao nhiêu con chó, con mèo.
tiền cậu bỏ ra để xem bói khoa tướng số, dồn lại có thể thành một cái gia tài nho nhỏ. Thầy bói ăn tiền của cậu nhiều nên thường tâng bốc cậu để giữ mối. Cho nên đi đâu, cậu cũng nghe nói số cậu sang giàu, tánh mạng vững, con đông, vợ giỏi. Cậu tin lời họ nói, tin ở số mạng của mình và đi đâu cũng khoe khoang mình tốt số. Thời ấy ở triều đình, vua Đột Quyết vì cần nhiều nhân tài, nên năm nào cũng có mở khoa thi. Đoàn Tính đã 22 tuổi, Đoàn Danh 20 tuổi và Đoàn Hiệp 18 tuổi, đều có đủ điều kiện tuổi để dự thi cả. Đoàn Tính đã 2 lần ứng thí, nhưng đều trật vỏ chuối. Chàng không lấy thế làm buồn, vì chàng tin chắc thế nào chàng cũng sẽ vinh hiển, chỉ vì thời chưa đến nên phải ẩn nhẫn chờ đợi đó thôi. Lần này trước kỳ thi 5-6 tháng, chàng lại đi bói để xem kết quả ra làm sao. Ông thầy bói này tiếng đồn hay nhất kinh đô, nói đâu trúng đó. Tại nhà ông, khách hàng vô ra nườm nượp, nếu không hẹn trước thì phải đợi chờ suốt buổi, chưa chắc đã đến phiên mình. Có cái kinh nghiệm như vậy nên Đoàn Tính đã cho gia nhân đến nhà ông thầy Mạnh, tên ông là Mạnh, để hẹn trước ngày đến bói. Nhờ đó thầy Mạnh có thì giờ điều tra thêm những sự việc vừa xảy ra trong nhà quan tham họ Đoàn, và biết trước Đoàn Tính sẽ đến bói về chuyện gì. Hôm ấy Đoàn Tính mời cả bà Tham, mẹ của mình, đi theo nữa. Bà Tham cũng muốn biết trước kết quả của việc thi cử của con, nên không từ chối lời mời của con. Vả lại, bà cũng là một con sâu mê bói toán. Thầy Mạnh sau khi chào hỏi hai mẹ con Đoàn Tính, ngồi trầm ngâm có vẻ buồn. Hai mẹ con tôn trọng sự im lặng của thầy Mạnh, nhưng không khỏi bồn chồn trong bụng vì đoán biết chắc sẽ có việc chẳng lành xảy ra. Hồi lâu, thầy Mạnh mới cất tiếng nói vẻ buồn bã. Thật là bất hạnh, gia đạo của bà mấy hôm nay không được yên, và điều đó có ảnh hưởng không tốt đến việc thi cử của cậu Tính. Đáng lẽ năm nay cậu thi đỗ mà đỗ cao nữa là khác, nhưng chỉ vì một câu nói phạm thượng của cậu em út xúc phạm đến các đấng ở trên đầu trên cổ mà cậu phải hiển đạt trễ đi một năm. Hai mẹ con nghe nói tái người, không ngờ quẻ bói linh thiêng nói trúng phong phóc đến thế. Đoàn Tính vừa buồn vừa giận vì có thằng em ngủ nghịch không tin trời tin đất, ăn nói ngạo mạn để di họa cho chàng. Bà Tham ngồi xích lại bên thầy Mạnh phân trần. Tôi đã có la mắng thằng Út rồi, tôi biết nó nói bậy, nhưng không bịt miệng nó kịp. Tôi bực ông và tôi hớ sức, cứ nuông chiều, khuyến khích nó, nên nó được trớn, nó càng nó gỡ. Thiệt khổ cho thằng Tính, nhưng lỗi ai nấy chịu, chứ sao lại bắt quả lây. Nhờ thầy có cách gì chỉ bảo để cho nó khỏi phải thiệt thòi, tội nghiệp. Thầy Mạnh trầm ngâm, đếm đi đếm lại mấy đốt ngón tay rồi tuyên bố. May ra thì cũng còn có thể cứu vãn được. Thưa thầy, còn cứu vãn được à? May quá! Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, xin Ngài cứu độ cho con tôi được nhờ. Thầy Mạnh nghe bà cầu cứu lộn cửa, tỏ vẻ không bằng lòng, thầy dạy. Đức Phật cũng chẳng làm gì được trong vụ này. Cậu Út đã lỡ lời phạm thượng vị nào thì phải cầu xin vị ấy. Bà Tham vội vã đến chính. Dạ dân, tôi nói lộn. Đáng lẽ phải cầu khẩn với Ngọc Hoàng Thượng Đế, với Nam Tào Bắc Đẩu, với 12 mụ bà, 13 mụ bóng, với... Thầy Mạnh cản lại, thôi, chừng ấy cũng đủ rồi, bà về. Cứ đêm đêm thắp hương giữa trời mà khấn vái với các vị ấy. May ra cậu Tính có thể đổ được kỳ này. Nhưng nếu không đổ kỳ này, thì còn kỳ sau. Không đổ kỳ sau, thì còn kỳ sau nữa. Chứ số cậu Tính là số qua bản, ít ra cũng vượt được cái tiến sĩ phó bản gì cho bà. Lời an ủi của thầy Mạnh
làm hai mẹ con hài lòng. Họ trả thầy một số tiền lớn hơn mọi lần bói trước, rồi ra về. Từ đó, đêm nào bà Tham cũng thắp hương lăm răm ra giữa sân nhà, khấn vái trời đất quỷ thần cho đứa con đầu lòng của mình sớm đỗ đạt. Và cậu Tính thì trái lại, cứ phay phay ngủ sớm dậy trưa không thiết gì học hành. Vì cậu nghĩ có siêng năng học hành, thì số hỏng kỳ này cũng không làm sao cải số được. Nhất ẩm nhất trát, giai do tiền định. Nhưng một hôm, cậu đi ra phố chơi với một người bạn. Hai người rủ nhau vào giải khát ở một tửu lầu bên đường. Hai người đang chén tạc chén thù, ngà ngà say, thì có một ông già đầu bạc phơ, mặc áo lụa trắng, chân đi hài nhung, chống gậy bước vào. Sau lưng ông già có một đứa tiểu đồng bưng một cái tráp sơn đen. Ông già đứng dừng lại ngắm hai chàng thanh niên, rồi gật gù cái đầu tỏ vẻ đắc ý. Đoàn Tính và bạn thấy bộ điệu ông già khá kính, nên đứng dậy mời ông ngồi vào bàn mình. Ông già không từ chối, ngồi xuống một cái ghế ở trước mặt Đoàn Tính và chăm chú nhìn chàng. Một hồi lâu, ông cất tiếng nói với chàng. Cậu đang có một chuyện buồn, phải không? Đoàn Tính ngạc nhiên hỏi lại. Sao ông già biết được giỏi thế? Lão xem tướng, nhưng cậu buồn về chuyện gì, có thể cho lão biết chăng? Đoàn Tính ngập ngừng một lúc, rồi trả lời. Quả thật, tôi đang có chuyện buồn, vì kỳ thi này tôi sẽ hỏng. Ông già phát lên cười, nắm chén rượu mà Đoàn Tính đã rót sẵn để trước mặt mình lên uống một hơi, rồi gật gù cái đầu. Nhìn chàng một hồi nữa, ông nói, thương cậu như thế mà không thi à? Ai đoán vậy? Đem ra căng nọc đánh 100 rồi. Một ông thầy bói có tiếng hay nhất ở kinh đô, nhưng ông già không cần biết làm gì cho mệt. Lão cần biết để đến đập mưu rùa hắn cho rồi. Thầy bói thầy khoa gì mà ngu thế? Tướng cậu mà năm nay không thi thì tướng nào mới đậu? Lão nói cho cậu biết, tướng cậu hưng dượng lắm. Tướng này mà không đổ, ít nhất là tiến sĩ, phó bản. Trong năm nay thì cậu hãy chặt cái đầu của lão đi. Lão làm thầy tướng đã 50 năm nay, chưa gặp một người nào có được cái tướng phát hiện về khoa bản như cậu. Lão cam đoan với cậu, cậu cứ về đắp chăn ngủ, đừng cần học hành gì cả. Đến kỳ thi, vẽ rồng vẽ rắn ở trong giấy, rồi cũng cứ đậu cho mà xem. Đoàn Tính nghe ông già nói, mừng như mở cờ trong bụng, nhưng cũng cứ tỏ vẻ nghi ngờ. Người ta bảo số tôi phát đạt chậm mới tốt, nên tôi không tin năm này có thể đủ được. Ông già tỏ vẻ bất bình, lúc lắc cái đầu rồi đứng dậy. Tôi nói vậy đó mà cậu không tin tôi thì thôi. Nhưng nếu năm nay cậu đổ thì xin đến cái địa chỉ này cho tôi biết nha. Ông già vừa nói vừa mở tráp ra đưa cho Đoàn Tính và bạn chàng mỗi người một cái thiệp màu hồng, có ghi địa chỉ và mấy chữ: Đại Chim Tinh Gia, Đại Tướng Số Gia Huỳnh Sổ. Đoàn Tính nắm tấm thiệp cất kỹ vào túi áo và trao cho ông già một nén bạc. Ông già thối thác một hồi, nhưng cuối cùng cũng bỏ nén bạc vào tráp và lễ phép cáo từ. Từ hôm đó, Đoàn Tính trở thành vui vẻ, không đắp chăn nằm ngủ li bì như trước nữa. Chàng ăn nói hoạt bát, tự tin hơn, đi chỗ này chỗ khác khoe khoang với bạn bè thế nào kỳ thi này mình cũng đỗ, mà đỗ cao. Mẹ chàng cũng vui lây vì nghe tin con mình sẽ đỗ. Tuy bà không nói ra, nhưng bà đinh ninh rằng sở dĩ Đoàn Tính mà được cải số như vậy là vì lòng thành của bà. Đêm đêm khấn vái trời đất quỷ thần, Nam Tào Bắc Đẩu, 12 mụ bà, 13 mụ bóng của bà mà ra. Thấy lòng thành của mình có hiệu quả, bà càng phấn khởi. Mỗi đêm thắp hương khấn vái lâu hơn, nhiều hơn.
Trong khi ấy thì Đoàn Tính cũng tin ở số khoa bảng của mình, không cần phải chăm lo đèn sách làm gì cho mệt xác. Trước kia chàng thường tự bảo, số hỏng thi thì dù có chăm chỉ học hành cũng cứ hỏng. Bây giờ chàng lại tự bảo, số thi đổ thì dù có vứt sách vào bụi, nằm gáy khò khò cả ngày, cũng cứ đổ mà đổ cao nữa. Thành ra trong hai trường hợp nào chàng thấy cũng chẳng cần học hành chăm chỉ làm gì cả. Chương 26. Đoàn Danh tin có mã làm quan. Đoàn Danh tương đối chăm chỉ học hành hơn anh nhiều, nhưng chàng thường hay đau ốm vì chàng sanh thiếu tháng. Có lẽ vì lý do đó mà bà Tham nâng niu chiều chuộng chàng hơn cả trong ba người con trai. Nhiều lúc đang vui vẻ học hành, chàng bỗng ngã bệnh đến 4-5 hôm mới khỏi. Cho dù chăm chỉ mà sức học của chàng không có gì xuất sắc. Nhiều lúc chàng thấy mình đã cố gắng nhiều nhưng vẫn không thành công như ý muốn. Do đó chàng có cảm tưởng như có một mãnh lực gì ở ngoài đang chi phối chàng, khiến chàng không thể tự chủ được. Mẹ chàng thường thuật lại cho chàng nghe khi bà có thai chàng được 7 tháng. Một hôm, bà đang nằm ngủ ở trái tây, mơ thấy một ông già đầu tóc bạc phơ, chích một cái khăn điều, mặc áo xanh quần đỏ, chống gậy bước vào cửa. Bà chưa kịp ngồi dậy thì ông cụ già lấy gậy khẽ gõ vào chân bà, bảo bà đi chỗ khác mà nằm, vì ở nơi đó là nơi đi về của các vị gia tiên. Bà kinh hoảng dùng dậy đi kiếm chỗ khác nằm, và vì xúc động quá, bà sanh chàng chỉ mới có 7 tháng, do đó chàng không được mạnh khỏe như những đứa trẻ khác. Sau này, bà tả lại hình dáng của ông cụ già ấy, thì bà cố của chàng bảo rằng đó là ông Sơ của chàng, một vị tiên nhân rất hiển linh của dòng họ Đoàn và đã phù hộ cho con cháu trong họ đều được giàu sang vinh hiển đỗ đạt làm quan. Đoàn Danh nghe thuật lại câu chuyện ấy không khỏi có đôi chút tủi buồn, vì mẹ chàng khi có thai chàng không được vị tiên nhân ấy hỏi han, mà lại còn xua đuổi mẹ con chàng đi chỗ khác. Chàng thấy mình xấu số hơn những người khác trong họ vì không có diễm phúc được ông Sơ săn sóc hỏi han. Cái mặc cảm ấy lớn dần theo với tuổi tác của chàng, và chàng nghĩ rằng muốn được ân huệ của vị thiên nhân ấy thì phải săn sóc mồ mả, cúng bái linh đình cho tất cả những vị quá cố trong dòng họ. Chàng bỏ nhiều thì giờ trong công việc ấy, cho nên lại càng được bà Tham quý mến. Nói một cách bóng bẩy, chàng đã quay về quá khứ để xây đắp tương lai cho mình. Theo chàng thì chàng muốn đổi bài học ngàn vàng lại như sau: phàm làm việc gì trước phải nghĩ đến dòng họ tổ tiên. Làm mất thanh danh của dòng họ, trái với ước nguyện của tổ tiên thì thế nào cũng thất bại, chưa nói là sẽ bị âm báo. Trái lại, theo đúng truyền thống của ông cha, giữ gìn danh tiết, chăm chỉ học hành, thì thế nào cũng sẽ được ông bà phò hộ, tổ tiên giúp cho được vinh hiển sang giàu. Trước kỳ thi năm ấy, Đoàn Danh vẫn chăm chỉ học hành, nhưng chàng bị đau ốm liên miên và hay nhức đầu. Bà tham nghi là có ngôi mộ nào trong họ không yên. Bà cho mời các tay địa lý nổi tiếng đi xem lại các ngôi mộ. Người này nói ngôi mộ này bị rễ cây đâm vào phía đầu. Người kia bảo ngôi mộ kia bị sụp ở phía dưới. Người khác bảo ngôi mộ của vị khai canh bị mối ăn. Bà không biết tính sao, vì không lẽ cứ dời mãi các mộ. Giả lại quan tham không tin ở các ông thầy địa, thường bảo rằng bọn ấy kiếm chuyện để ăn tiền, chúng muốn người ta dời mộ mãi để trục lợi. Bà tham không bằng lòng lối nói khinh bạc của chồng, nhưng trong thâm tâm bà cũng thấy lời ông nói có phần đúng,
vì tất cả các mộ ấy đã lần lượt dời cả rồi mà đâu có yên. Nhưng dù sao bà vẫn tin rằng thằng con thứ của mình không được ăn chơi khỏe mạnh như mấy đứa khác, là có một ngôi mộ nào đó bị động. Nhưng vì chưa có vị địa lý nào giỏi để khám phá ra đó thôi. Một hôm, bà mừng rỡ nghe tin núi Hàm Long có một thầy địa lý quái kiệt, tinh thông mạch đất như biết rõ lòng bàn tay mình. Bà lặn lội tìm đến ra mắt vị địa lý ấy và khóc lóc thảm thiết để mong cầu thầy rủ lòng thương hại cứu giúp cho con bà tai qua nạn khỏi để tiếp tục học hành kịp kỳ ứng thí. Thầy không nỡ từ chối, một bà quan đã hạ mình cầu khẩn thầy. Thầy dạy phải làm thịt một con gà trống để thầy xem dò. Bà vâng lời làm gà, luộc bộ giò gà hết sức chu đáo. Trước khi đưa cho thầy xem, bà đã nhìn qua để xem có gì khác không, vì bà cũng đã từng xem ít nhất vài trăm cặp giò gà từ khi về nhà chồng trong những vụ dời mã, nên bà cũng thuộc về hạng rành xem giò gà. Bà nắm từng chiếc giò gà, lần lượt lật qua lật lại, nhưng không thấy có hiện tượng gì khác. Cặp giò vẫn trắng trẻo, không có những đường gân máu đen, mấy móng chân gà vẫn quạp vào một cách đều đặn tự nhiên. Nhưng khi bà đem vào cho thầy xem, thì mới nhìn qua, thầy đã thấy ngay những điều khác lạ, thật là tài tình. Thầy chỉ cho bà xem, ở giữa hai cái móng chân bên phải, một cái chấm đen nhỏ bằng mũi kim hiện ra, chung quanh có một đường viền nho nhỏ bằng sợi chỉ màu tím bầm. Thầy suy nghĩ một hồi rồi dạy: đây là một ngôi mộ tứ đại về phía bên bà cụ, chứ không phải bên phía cụ ông. Ngôi mộ này phía trên đầu bị một vật kim khí ém sâu vào, nên con cháu hay đau đầu, nên dời gấp. Tôi sẽ tìm một quyệt khác, về sau con cháu hai họ sẽ quạnh phát về khoa bản. Bà tham mừng rỡ rước thầy về quê nhà mình, trình với ông trưởng tộc về ngôi mộ động mà thầy đã chỉ cho biết, và xin đề nghị với ông dời ngay, bao nhiêu phí tổn bà xin chịu hết. Ngôi mộ sau khi được đào lên không còn gì hết, hài cốt lâu đời đã quá thành đất xám. Nhưng thầy cố lục lọi mãi và cuối cùng cũng tìm ra được một cục sắt nhỏ bằng hai ngón tay. Dù sao thì đó cũng là một loại kim khí. Thầy được mọi người trong họ bà Tham trầm trồ khen ngợi. Đoàn Danh được chứng kiến vụ dời mộ ấy, càng thêm tin tưởng về ảnh hưởng mồ mả đối với người sống. Từ đây, chàng tin chắc thế nào chàng cũng thi đỗ trong kỳ thi sắp tới. Chương 27. Đoàn Hiệp tin ở luật nhân quả. Khác với hai anh, Đoàn Hiệp không tin ở trời đất quỷ thần, cũng không tin ở mồ mả dòng họ. Chàng thường tự bảo rằng mọi sự việc của đời mình đều cho mình chủ động cả. Do đó sau khi được quan tham đem bài học ngàn vàng về nhà, chàng xin phép ngay một bản dán lên tường trước bàn học của mình. Sáng nào chàng ngủ dậy cũng nhìn lên bài học, đọc ngầm trong miệng: phàm làm việc gì, trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Trong khi hai anh mình, một người đi xem bói khoa tướng số, một người lo đi theo các ông thầy địa xem dời mã dời mồ, thì Đoàn Hiệp chăm chỉ học hành, sáng chiều không sao lãng. Nhờ vậy, mặc dù nhỏ tuổi, học sau hai anh, văn chương chữ nghĩa của chàng vẫn trội hẳn hai anh. Quan Tham thấy con út mình tánh tình đứng đắn, lại học hành mau tấn phát, nên rất quý mến chàng. Quan thấy chàng học được, nên thường những lúc rảnh việc, quan đem văn chương thi phú ra đàm luận với chàng. Hai cha con rất tâm đầu ý hiệp, và tin chắc kỳ thi này chàng sẽ chiếm bảng khôi nguyên. Hai anh chàng thấy chàng được cha yêu quý, không khỏi nổi lòng ganh tị, cho rằng ông thân mình ăn ở không cân, chứ không thấy rằng
chính tại họ đã tìm cách thoát ra ngoài vòng đùm bọc chỉ dạy của cha mình. Quan Tham thấy hai đứa con trai đầu của mình cứ theo mẹ đi sâu vào con đường mê tín dị đoan, nhiều lần muốn khuyên bảo răn dạy chúng trở về nẻo chính, nhưng Quan vốn có tánh tự do phóng khoáng, muốn để cho chúng tự tìm lấy những kinh nghiệm bản thân, để rồi răn bảo sao mới có hiệu quả chắc chắn. Bà Tham thấy chồng để cho mình tự do dẫn con đi bói toán, dời mã dời mồ, tưởng rằng ông không chú ý gì đến công việc mình làm. Bà chỉ trông mong sao cho đến kỳ thi, để cho hai đứa con trai bà o bế sẽ đỗ đạt thành tài, hầu chứng minh cho sự tin tưởng của mình là đúng. Đoàn Hiệp ăn ngủ, học hành một cách đều đặn, có giờ có giấc. Trong những lúc rảnh rang, chàng ra vườn xem hoa ngắm cảnh, chứ không cùng bạn lân la ở các tửu quán trà đình như hai anh. Đoàn Tính và Đoàn Danh thấy em học hành chăm chỉ, lại thêm có thân phụ mình hướng dẫn, thì trong lòng không khỏi e ngại rằng nó sẽ vượt hẳn mình và chiếm giải Khôi Nguyên. Lòng ganh ghét chớm nở trong hai anh và lớn dần, đến nỗi lấn át cả tình huynh đệ. Để chặn đứng cái đà tiến phát của em, hai chàng bàn mưu tính kế để đưa thằng em mà họ cho là ngạo mạn tự cao vào con đường trụy lạc. Một hôm trời đẹp, Đoàn Hiệp đang đứng xem hoa ngắm cảnh trong vườn, thì hai anh chàng xuất hiện sau lưng chàng. Đoàn Tính vỗ vào vai em, nói trêu chọc: "Thi sĩ đang làm gì đó? Nói chuyện với hoa chắc. Nhưng hoa này là để ngắm, chứ không thể trò chuyện được." Đoàn Danh bồi thêm: "Đúng vậy, hoa ở đây không biết nói mà cũng chẳng có gì đẹp." Đoàn Hiệp nghi thơ cãi lại: "Hoa không biết nói thì có gì là lạ? Không lẽ hoa lại nói chuyện được à?" Đoàn Tính và Đoàn Danh cười ngất, tỏ vẻ chế nhạo: "Mày chỉ biết một mà không biết mười. Mày không ngờ rằng có thứ hoa biết nói, và đó mới là điều thú vị." "Hoa biết nói thật à? Anh đã thấy chưa, hay chỉ mới nghe nói?" "Thì ngày nào chúng ta lại không thấy? Chỉ có mày ngu, lo vùi đầu trong sách vở mới không biết trời biết đất gì cả. Chứ bọn tao thì thấy những thứ ấy đâu có lạ." "Ở đâu vậy? Mày có muốn đi xem không? Chứ tao dẫn đi." Đoàn Hiệp rất lấy làm lạ, nhận lời ngay: "Đi thì đi, mà ở tận đâu lận?" "Chỉ ở gần đây thôi, mày đi sẽ biết." Đoàn Hiệp vội vã vào nhà thay đổi y phục, rồi cùng hai anh ra đi, lòng mảy may không chút nghi ngờ hai anh lừa phỉnh mình. Chàng được hai anh dẫn đến một ngôi nhà rất sang trọng ở ngoại ô. Quanh nhà có cây cảnh, mỗi cây có treo những ngọn đèn xanh rất đẹp. Trong nhà bày biện rất sang trọng, có màn che trướng phủ, người hầu kẻ hạ. Đoàn Hiệp mới đi lần đầu nên không biết đây là một tửu lầu thuộc hạng sang nhất trong kinh đô. Chàng ghé tai hỏi nhỏ Đoàn Tính: "Đâu? Hoa biết nói ở đâu?" "Để tụng tặng sao thấy. Làm gì mà gấp gáp nóng nảy vậy mày? Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy uống rượu nhâm nhi chơi cái đã." Nói xong, Đoàn Tính gọi một người hầu bàn đem rượu và đồ nhắm ra. Chàng nói với Đoàn Hiệp: "Uống đi, năm ba chén cho ấm bụng rồi thưởng thức qua biết nói mới thú." Sau khi ba anh em đã ngà ngà say, Đoàn Tính bảo hai em mình ra giường để ngắm qua biết nói. Ba người đứng dừng lại trước một vườn hoa mẫu đơn. Bỗng có một tiếng thiếu nữ cất giọng chào hỏi: "Ba chàng đi thưởng ngoạn hoa mẫu đơn đó chăng?" Đoàn Hiệp giật mình nhìn rõ, thì ra đó là một thiếu nữ ăn mặc sang trọng, hình dáng yêu kiều, đang đứng nép mình sau một cành cây mai vàng. Đoàn Tính nói với Đoàn Hiệp: "Đó, hoa biết nói đã hiện ra đó rồi. Mày thấy
có đẹp hơn thứ hoa vô duyên của mày ở nhà không? Đoàn Hiệp bây giờ mới vỡ lẽ ra là hai anh mình muốn trêu chọc mình, gọi người thiếu nữ đẹp là hoa biết nói. Nhưng để che giấu sự ngờ nghệch của mình, chàng làm ra vẻ sành sỏi. Đẹp thì có đẹp thật, nhưng còn xem cách ăn nói ra sao mới phê bình được. Đoàn Hiệp nói vừa dứt câu thì thiếu nữ lại cất giọng quanh vàng thỏ thẻ. Mời ba chàng đến đây thưởng ngoạn cùng thiếp. Thiếp đã sắp đặt tiệc rượu ở đây rồi. Đoàn Tính và Đoàn Danh mạnh dạn kéo tay em, tiến tới bên cạnh người đẹp. Thiếu nữ lễ phép vái chào ba người, rồi kéo ghế, mời ba người ngồi. Nàng ngồi ghé bên mép ghế, bên cạnh Đoàn Hiệp, rót rượu, mời chàng uống. Mùi rượu, mùi xả hương, mùi hoa làm cho chàng choáng váng như đang bồng bềnh trên một chiếc thuyền hoa lạc vào tiên động. Giọng quyến rũ của người thiếu nữ thỏ thẻ bên tai chàng làm cho chàng thêm ngây ngất. Ba người ngồi uống rượu thưởng hoa cho đến gần khuya mới trở về. Từ hôm gặp đó hoa biết nói, Đoàn Hiệp thẫn thẫn thờ thờ như người mất trí, chẳng thiết gì đến học hành. Chàng nằm dài gác tay lên trán, mơ tưởng đến người đẹp trong vườn hoa. Hai anh chàng dò xét thấy cá đã cắn câu, lập mưu đẩy em mình đi thêm một bước nữa vào con đường sa đọa. Một hôm, Đoàn Tính vào phòng chàng, đưa cho chàng một tấm thiệp hồng, nói: từ khi con bé ấy gặp mày, nó đâm ra tương tư, ngày đêm tưởng nhớ mày, mất ăn bỏ ngủ. Hôm nay nó không thể nén lòng được nên viết mấy chữ gửi cho mày đấy. Mày nên đến thăm nó, kẻo tội nghiệp. Hiệp nắm lấy tấm thiếp mở ra xem, chỉ thấy vỏn vẹn có mấy chữ: nhớ chàng không nguôi, và ký tên Bạch Mai. Mặc dù chỉ có mấy chữ, tấm thiếp đã làm cho chàng cảm xúc đến ngạt thở. Chàng dùng dậy như một cái lò xo, đi thay đổi y phục và tìm đến tủ lầu hôm trước. Hai người gặp nhau mừng mừng tủi tủi, xem ra rất mực triều mến. Từ đó vài ba hôm, Hiệp lại lén đến gặp nàng một lần. Tất nhiên là việc sách đèn chàng không hề chú ý đến nữa. Giọng nói thanh tao thỏ thẻ của nàng đã ám ảnh chàng, luôn luôn văng vẳng bên tai chàng, làm cho chàng quên hết những lời hay ý đẹp của thánh hiền trong sách vở. Trước kia, mỗi buổi sáng khi thức dậy là chàng nhìn lên bài học ngàn vàng. Nhưng từ hôm gặp người đẹp, chàng không dám nhìn lên bức tường có dán bài học. Mấy ngày sau, để khỏi thắc mắc, chàng gỡ bài học xuống, xếp cất vào tủ. Hai anh chàng mừng thầm khi thằng em tự cao tự đại của mình đã mất hết cả tự tin, không còn tự kiểm soát được nữa. Họ tin chắc với cái đà xuống dốc này, thế nào Hiệp cũng thi hỏng. Họ bảo thầm: đáng kiếp, để cho nó hết cái thói phách lối dạy đời. Quan tham tri thân sinh chàng bắt đầu lo ngại khi thấy đứa con yêu quý của mình trở thành biếng nhác lêu lỏng. Nhưng quan không biết gì đâu sự thay đổi như vậy. Quan để ý xem thì thấy ngay bài học ngàn vàng treo trên tường cũng đã biến đâu mất. Quan bèn sai người thân tín để ý dò xét thì được biết sự thật. Quan rất đổi buồn phiền khi khám phá ra sự thật ấy. Nhưng quan không muốn làm to chuyện, sợ bại lộ ra ngoài làm tổn thương đến gia đạo. Một hôm, quan giả vờ như tình cờ vào phòng Hiệp hỏi han sự học hành của chàng. Chàng bảo rằng bấy lâu nay trong người mệt mỏi nên không học hành gì được. Quan chụp lấy cơ hội ấy, nói: vậy thì con nên tĩnh dưỡng ít lúc, cha được nghỉ phép nửa tháng. Ngày mai cha con chúng ta hãy lên núi Ngũ Hành, viếng chùa Thiện Hải và ở lại đó tĩnh dưỡng ít ngày. Cha chắc rằng khí hậu trong lành ở đó sẽ giúp con lấy sức để tiếp tục học hành, vì kỳ thi cũng không còn bao lâu nữa. Hiệp tìm cách từ chối, nhưng vì không có lý do gì vững chắc, nên cuối cùng chàng phải buộc lòng nghe theo cha.
Quan Tham đã chuẩn bị rất chu đáo, nên trong cuộc đi này, Hiệp được hưởng đủ mọi tiện nghi và thoải mái. Khí hậu lành mạnh ở đỉnh núi làm cho đầu óc chàng tỉnh táo hơn. Khung cảnh yên tĩnh của chốn thiền môn làm cho tâm hồn chàng lắng xuống. Những tình cảm trong lành có cơ hội được dâng lên. Đêm đầu tiên, vì cuộc hành trình vất vả, nên chàng đánh một giấc đến sáng. Khi chàng thức dậy thì thấy ngay ở trên án thư trước mặt chàng, ai đã để sẵn một tấm biển gỗ nhỏ sơn đen, có ghi khắc mấy chữ bằng vàng. Phàm làm việc gì, trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Từ lâu, chàng quên hẳn bài học ngàn vàng. Hôm nay, bỗng nhiên nó hiện lên đột ngột, nó đập vào mắt mình, trí mình làm chàng bừng tỉnh. Bài học như đang nghiêm khắc cảnh cáo chàng, lên án chàng, quở trách chàng. Từ lâu chàng biết rằng mình đã làm đường lạc lối, đi sâu vào con đường sa đọa. Chắc chắn rằng kết quả sẽ tai hại. Nhưng chàng không có gan đi lùi lại, quay sang hướng khác. Chàng biết rằng mình sẽ hỏng thi, làm đích cho miệng đời mai mỉa, chúng bạn cười chê, nhất là hai anh chàng. Chàng biết rằng chàng sẽ làm cho cha mẹ buồn phiền, tổn thương đến thanh danh của dòng họ. Chàng biết rằng cuộc đời của chàng sẽ không có lối thoát. Nếu cứ đeo đuổi theo một cô gái bán phấn buôn hương, chỉ cốt bòn rút tiền bạc của chàng, chứ chẳng thương yêu gì mình. Nhưng chàng không đủ nghị lực để thoát ra. Nhất là trong khi chung quanh chàng, những kỷ niệm, những màu sắc, những hình ảnh, những hương vị của người thiếu nữ vẫn cứ ẩn hiện phản phất quyến rũ chàng. Nhưng hôm nay, cha chàng đã khéo léo đưa chàng thoát ra khỏi mê cung, đặt chàng vào giữa một khung cảnh trong lành thanh tịnh, để chàng có dịp gạn lọc lòng mình. Nhờ thế, chàng thấy thực rõ tất cả những hậu quả đen tối sắp xảy đến với chàng. Chàng bỗng gục đầu xuống bàn, khóc tấm tức. Cha chàng xuất hiện giữa khung cửa lúc nào chàng cũng không hay. Quan Tham họ Đoàn lặng lẽ đứng nhìn con, lòng mừng thầm rằng bài học ngàn vàng đã đập vào lý trí minh mẫn của đứa con yêu quý. Quan đến đặt tay lên vai chàng, nói giọng ôn tồn, chậm rãi. Cha rất mừng vì con đã nhờ bài học ngàn vàng mà tỉnh ngộ. Cha không quở trách con, cũng không bắt buộc con một điều gì hết. Con đã đi sai đường lạc lối, thì nay con tự mình quay lại đường lối quang minh chính đại. Đoàn Hiệp ngước lên nhìn cha, lòng tràn ngập thương mến đối với vị cha già đã tỏ ra khoan dung độ lượng đối với mình. Chàng thưa, thưa cha, con mong muốn quay về con đường chánh, nhưng con sợ những phút yếu đuối. Con xin cha hãy ở bên cạnh con, để nâng đỡ con trong những lúc yếu mềm đó. Cha hãy cho con ở lại đây, tiếp tục đèn sách cho đến kỳ thi. Nếu con trở về nhà, chắc khó tránh khỏi cạm bẫy một lần nữa. Điều con yêu cầu đó rất hợp với ý cha. Cha sẽ cho con ở lại đây. Mọi việc đã có cha sắp đặt. Ngày mai, cha sẽ cho người về kinh, đem sách vở của con lên đây để con tiếp tục học hành. Vị sư trụ trì ở đây có thể hướng dẫn con được khi cha hết phép trở về kinh. Hai cha con sắp đặt mọi chuyện xong xuôi thì ánh dương quang cũng vừa rạng rỡ ngoài trời. Và trong chánh điện, tiếng tụng kinh trầm bổng của vị sư già cũng vừa chấm dứt. Chương 28. Hậu quả hiện bày. Kỳ thi đã đến. Thí sinh các nơi tụ tập về kinh đông đảo lạ thường. Các đường phố, các quán trọ, đâu đâu cũng đông đặc thí sinh. Có người dẫn theo cả cha mẹ, vợ con, người hầu kẻ hạ. Có kẻ hàng nho, chỉ trơ trọi một mình, đơn phương độc mã, một mình một thân. Nhưng tất cả mọi người đều có một ước vọng giống nhau, là ngày mai, ngày kia cuộc đời mình sẽ do cuộc thi này mà rẽ sang con đường giàu sang vinh hiển.
ba anh em con Quan Tham họ Đoàn sáng hôm ấy cũng dắt liều chổng vào trường thi. Tối hôm trước, bà Tham đã thân hành đi đến nhà ông thầy tướng Dạo Nào để hỏi cho chắc trường hợp của Đoàn Tính trong kỳ thi này. Thầy bảo nếu không có việc gì bất trắc xảy ra, thì Đoàn Tính coi như đã đậu rồi. Bà cũng cho người về quê mình đưa tiền nhờ ông trưởng tộc làm heo cúng trên mộ của vị tứ đại trong họ bà. Trong bữa cúng mộ, ông trưởng tộc có xin một quẻ xăm về vụ thi cử của Đoàn Danh. Xăm dạy rất tốt, quảng lộ hanh thông. Bà Tham mừng rỡ vô cùng. Như vậy là hai đứa con trai đầu coi như yên phận. Đoàn Hiệp vì còn nhỏ, có rớt cũng không can gì. Giả lại thằng con cứng đầu cứng cổ ấy cũng cần cho nó trợt vỏ chuối một keo, cho nó chừa cái tánh tự tác tự thọ của nó. Rất tiếc là kết quả cuộc thi lại không xảy ra như ý bà Tham nghĩ. Khi kết quả được nêu lên, thì danh tánh hai cậu con đầu của bà được nghi vào bảng cót. Trái lại, Đoàn Hiệp, thí sinh nhỏ tuổi nhất trong trường thi, lại được đổ phó bảng. Kết quả ấy đã làm cho cả nhà Quan Tham kinh ngạc, sững sờ. Chỉ trừ Quan Tham và Đoàn Hiệp là không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, vì họ đã đoán biết trước những gì sẽ xảy ra. Kết quả cuộc thi làm cho gia đình Quan Tham càng thêm gây cấn. Bà Tham đổ lỗi cho Quan Tham thiên vị, chỉ săn sóc thằng con út, còn bỏ bê hai đứa con đầu. Quan Tham trách bà Tham đã khuyến khích con cái đi sâu vào con đường mê tín dị đoan, quên cả học hành. Đoàn Tính bực tức ông thầy tướng đã đoán sai, hầm hực đến nhà ông để đòi tiền lại và mắng cho ông một trận. Nhưng đến nơi thì ông đã chuồn đi đâu mất, chỉ thấy lố nhố một bọn hỏng thi như chàng đang đứng la lối bâng quơ cho hả giận. Đoàn Danh vì buồn phiền, thất vọng nên chứng đau đầu lại trở lại. Nhưng bà Tham bây giờ cũng đã chán ngán, không dám nghĩ chuyện dời mã dời mồ của ai thêm nữa. Đoàn Hiệp là người sung sướng nhất trong nhà. Chàng mừng một phần vì được đậu cao làm rạng rỡ tâm môn, một phần vì đã may sớm rời bỏ con đường trụy lạc. Quan Tham thấy trong gia đình sau cuộc thi cái mầm chia rẽ lại càng thêm tăng trưởng, nên đã bảo gia nhân soạn một tiệc rượu lấy lý do là để mừng Đoàn Hiệp thi đỗ. Tiệc rượu diễn ra một cách buồn tẻ, vì mỗi người đều có những tâm sự riêng tư khó nói ra lời. Cuối bữa tiệc, bà Tham không dằn được cảm xúc, bật lên tiếng khóc. Bà trách ông thật nhẫn tâm, cố làm nhục ba mẹ con tôi. Hai đứa con đầu nó hỏng thi có gì vui vẻ, mà ông đặt bày làm tiệc làm tùng, bắt chúng nó phải gặm đắng nuốt cay mà ngồi vào bàn tiệc. Quan Tham thấy rõ sự bất công vô lý của vợ, nhưng cố dằn cơn bực tức, ôn tồn bảo vợ: bà đừng nói vậy không nên. Con cái trong nhà có đứa hỏng mà cũng có đứa đậu. Đứa hỏng thì mình buồn, nhưng đứa đậu thì mình vui với nó. Không lẽ bắt thằng út cũng buồn lây với hai anh đó? Nó cố gắng học hành đỗ đạt thì mình phải khen thưởng nó chứ. Nó còn nhỏ, mới thi có một lần đã đậu ngay lại đậu cao, làm danh giá cho dòng họ thì cũng nên thưởng cho nó chứ. Ông quay lại phía Đoàn Hiệp, rót một chén rượu trao cho chàng, nói: cha thưởng cho con chén rượu này, con đã làm vinh dự cho gia đình chúng ta, làm trạng rỡ cho dòng họ chúng ta. Và làm được như vậy là vì con đã biết áp dụng bài học ngàn vàng. Từ đây về sau, con hãy tiếp tục áp dụng nó, xem nó như một kim chỉ nam, thì chắc chắn đời con sẽ đi đến bến vinh quang. Đoàn Hiệp nói mấy lời cảm ơn cha, rồi sung sướng đưa chén rượu lên môi uống một hơi hết sạch. Quan Tham quay lại phía hai con đầu, nghiêm giọng nói: hai con đừng nghĩ rằng cha đã bỏ mặc hai con, không săn sóc như mẹ con đã nói. Hai con chắc chưa quên, gần một năm trước,
khi cha đem bài học ngàm vàng về đây, cha đã nói để cho các con tự ý áp dụng hay không? Vì cha nghĩ rằng trong việc giáo huấn không nên ép buộc con cái nhắm mắt theo lời dạy bảo của người lớn, mà cần cho chúng thấy những lợi hại thiết thực trong các hành động của chúng, có tự mình kinh nghiệm những công việc của mình làm mới ý niệm sâu sắc điều phải quấy. Các con không còn nhỏ dại để cha mẹ phải dạy bảo từng ly từng tí nữa. Các con có đủ lý trí để suy xét những điều hay điều dở. Trong quá khứ các con đã làm gì? Các con đã tin theo lời nói của những ông thầy bói, thầy tướng, thầy số, thầy địa, thầy phù thủy, chứ không tin ở mình. Các con đã đặt tương lai của các con vào họ, chứ không vào công việc của các con. Và kết quả đã xảy ra như thế nào, bây giờ các con đã biết. Đáng lẽ các con phải dùng lý trí để suy luận, để thấy rằng nhân nào thì quả ấy. Các con không học, không hành, chỉ ăn ngủ chơi bời, thì chữ nghĩa đâu để mà thi cử? Các con đã thấy rõ cái tai hại của các ông thầy tướng thầy số chưa? Khi họ bảo con sẽ thi hỏng, thì con tin chắc có học cũng hỏng, nên không học. Khi họ bảo con sẽ đậu, con tin thế nào cũng đậu, nên không học. Rốt cuộc lại, trường hợp nào cũng khuyến khích con lười nhác cả. Giả lại, học hành đâu phải chỉ cốt đậu đạt. Học nhiều thì giỏi, biết được điều hay lẽ phải, không học thì ngu dốt, không biết suy xét phán đoán việc đời, làm trò cười cho thiên hạ. Đó là kết quả thiết thực của sự học, chứ đâu phải học chỉ để thi đỗ ra làm quan. Giả lại, dù có gặp may mắn mà thi đỗ đi nữa, người ta cũng khi dễ, chứ chẳng có danh vọng gì. Dốt mà đỗ đạt, dốt mà được làm quan to chức lớn, lại càng làm bia cho người dèm pha chế giễu. Những điều đó chắc chắn ngày nay các con đã thấy rõ. Và đã thấy thì phải làm sao? Cha để cho các con tự quyết định lấy. Đoàn Tính và Đoàn Danh cúi đầu ngồi nghe, nhận thấy lời phụ thân nói rất phải. Hai chàng hối hận vì mình đã không biết nghe lời phụ thân từ trước, để hôm nay phải ra nông nổi như thế này. Đoàn Tính đứng dậy thưa: Thưa cha, con rất hối hận đã không nghe theo lời cha dạy bảo từ đầu. Con tin lời các ông thầy bói, thầy tướng hơn lời của cha. Họ đã phỉnh con. Họ làm cho con không tin vào luật nhân quả mà tin ở trời đất, quỷ thần đâu đâu. Nhưng từ nay, con đã hối cải và con quyết tâm áp dụng đúng theo lời dạy quý báu của bài học ngàn vàng. Đoàn Chanh cũng đứng lên thú nhận sai lầm của mình. Con đã tin vào ảnh hưởng của dòng họ Mã Mồ. Con nghĩ rằng có họ phát về khoa bản, có họ phát về nông nghiệp, có họ phát về thương nghiệp, nên con cháu không cần phải khổ công mà thành đạt như cha ông. Quan Tham cắt lời của người thứ: Thực ra thì có thực trạng như vậy, có truyền thống về họ hàng, có sự phát đạt riêng của dòng họ. Nhưng điều đó không phải do một mãnh lực, một ảnh hưởng quyền bí nào, mà là một điều có thể cắt nghĩa được. Khi trong cả một họ có khả năng, có kinh nghiệm, có xu hướng về một ngành sinh hoạt nào đó, như sĩ, nông, công thương, thì chắc chắn con cháu sẽ thụ hưởng được khả năng, kinh nghiệm, ý chí của các vị tiền bối. Do đó con cháu được dễ thành công trong ngành đó hơn. Nhưng như vậy không có nghĩa là chỉ khoanh tay ngồi chờ thì mọi sự tốt đẹp sẽ đến tay mình, mà trái lại phải làm việc, phải trau dồi, phải cố gắng nhiều mới được. Con thấy đó, dòng họ ta là dòng họ khoa bản, nhưng hai con không chịu học hành thì cũng vẫn thi hỏng như những người khác. Đoàn Tính đứng dậy thưa: Thưa cha, nhờ kinh nghiệm bản thân, con đã thấy được điều đó, vì vậy con xin hối cải, và từ nay quyết tâm học hành. Con sẽ luôn luôn đặt bài học ngàn vàng trước mặt con để nhắc nhở con nhớ rằng mình phải suy nghĩ chín chắn trước khi làm. Mình phải gieo nhân lành để hưởng quả tốt.
Quan Tham nghe hai con nói, lòng mừng khấp khởi. Quan không ngờ hai con mình đã cải thiện mau chóng như vậy. Quan rót cho Đoàn Tính, Đoàn Danh mỗi người một chén rượu và nói: mặc dù hai con đã thất bại trong trường thi, nhưng cha vẫn thưởng cho mỗi con một ly rượu, vì các con đã chiến thắng được sự lầm lạc, biết quay lái thuyền đời về nẻo chính. Hết tập 5. Hết tập 5. Hết tập 5.